Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hiện nay tin tức về bầu cử đang có những diễn biến hết sức nóng hổi, đặc biệt liên quan tới các ứng cử viên gốc Việt. Vào giờ phút này, từ Dubai, chúng tôi gọi điện thoại viễn liên tới ông Bùi Mạnh Cường, một người rất là am hiểu tình hình đang diễn ra hiện nay. Xin chào ông Bùi Mạnh Cường ạ. Dạ, thưa chào anh Lân cũng như là quý vị khán thính giả của Phố Bosa TV. Dạ vâng, thưa ông, được biết là tình hình mới nhất hiện nay cho thấy những con số đang rất bất lợi cho đương kim thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Bà đã bị đối thủ dẫn trước. Ông có thể cập nhật tình hình trong suốt thời gian qua cho tới hiện nay thưa ông? Hiện nay thì ngày hôm nay tức là ngày 20 tháng 11 đó, ông Thomas thứ hai dẫn lướt hơn bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ Janet Nguyễn khoảng 1.418 phiếu. Trong lúc đó thì cái số phiếu chúng tôi được biết là có khoảng gần 6.000 lá phiếu và chưa được đếm. Những lá phiếu này thì lại còn khá đặc biệt hơn là nằm ở trong những khu vực của những người Latino và thành ra có không có lợi cho bà Janet Nguyễn. Dưới quan sát tình hình chính trị dòng chính, tiên đoán rằng là bà sẽ mất cái ghế này, cũng như là bốn ứng viên cộng hòa khác cũng đã thua trong cái cuộc hồng thủy và khối dân chủ và đã vận động thành công. Thưa ông, ông nói là còn 6.000 phiếu, như vậy thì với tình hình thực tế như vậy thì bao giờ là kết quả chính thức nó sẽ hoàn toàn được công bố thưa ông? Có lẽ là sớm hay muộn gì thì cũng phải cái cơ quan tổ chức bầu cử cũng sẽ phải chấm dứt vào cuối tháng này, tại vì đến đầu tháng 3, đầu tháng 10, mùng 3 tháng 12 thì các tân dân biểu, tân dân nghệ sĩ sẽ được tuyên thệ tại Sacramento. Thành ra không có lý do gì mà chúng ta hoặc cơ quan bầu cử phải được kéo dài quá cái cuối tháng này. Thưa ông, đếm phiếu đầu tiên 6 tháng 11, thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã dẫn trước, sau đó dần dần bị rút ngắn khoảng cách và bây giờ đã bị vượt qua mặt. Về mặt lý do đó, nhiều người có những ý kiến khác nhau. Có người thì cho rằng vì lý do thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã có những tấn công qua lại đối với lại các ứng cử viên Cộng hòa gốc Việt khác, do vậy đã bị mất số phiếu của cử tri gốc Việt. Và cũng có ý kiến cho rằng là đây là cái kết quả trực tiếp từ việc các cử tri Latino đã ra bầu cử quá nhiều trong lần này, cho nên bất lợi không chỉ cho bà Janet Nguyễn mà cho nhiều ứng cử viên Cộng hòa khác nữa. Ý ông như thế nào thưa ông? Thưa anh nói cũng gần chính xác. Điều để tôi lặp lại một cái để cho mọi người cũng dễ hiểu là đầu tiên bà Janet Nguyễn thắng khoảng 12.700 lá phiếu thì bà đã tuyên bố bà thắng cử. Tuy nhiên cái đó là tuyên bố đã hơi sớm. Từ ngày mùng 7 đến tháng 11 cho tới nay, cứ mỗi ngày bà mất khoảng 1-3.000 lá phiếu. Lý do rằng là sao là vì cái sự nổi giận cũng như là sự vận động thành công của Đảng Dân Chủ đã khiến cho khối Cộng Hòa toàn quốc mất đi khoảng gần 40 ghế của dân biểu liên bang. Trong đó thì riêng quận hạt có 4 dân biểu liên bang đều mất ghế hết. Ảnh ra bà Janet Nguyễn cũng bị ảnh hưởng bởi cái làn sóng và thủy triều đó. Ngoài ra thì như anh có nhắc lại là bà Janet Nguyễn ở sống trong một cái địa hạt mà 10% hơn với cử tri của Đảng Cộng Hòa, và số người Latino rất cao. Bà đã nhầm lẫn một điều là không lo cho mình, không đoàn kết cộng đồng cũng như là các người khác để ủng hộ mình, mà lại trở ra đánh một đối thủ mà không đánh một người Cộng Hòa khác mà không nằm ở trong cái bước đường của bà đi. Thành ra cái số phiếu đó nó mất đi một phần vì có những người mà bảo thủ Việt Nam đó, người ta không thích có cái chuyện mà tranh chấp mà không cần thiết ở trong cái cuộc tranh cử này. Cái đó là một trong lý do. Cái lý do thứ hai mà bà Janet Nguyễn cũng như những người, một số người dân gọi là bà giới thiệu những người
ngoài cộng đồng này là đại diện cho cộng đồng Việt Nam tại quận Cam, thì cái điều này là một điều đã coi thường sự hiểu biết cũng như là lúc bảo tự ái dân tộc của những người Việt Nam tại đây. Người Việt Nam tại đây, như em biết rằng là người ta vẫn bầu cho những người Việt. Nếu có hai người Việt với nhau thì người ta còn cân nhắc, nhưng mà nếu có một người Việt và một người địa phương thì người ta vẫn vẫn thích bỏ phiếu cho người Việt. Thì cái đó là cái đặc tính mà không phải là chỉ riêng cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Latino, cộng đồng Nhật, cộng đồng Đại Hàn, nó đều tương tự như vậy. Ngoài bà Janet Nguyễn thì một ứng cử viên gốc Việt khác là ông Tyler Diệp, với kết quả thì có vẻ như là khả quan hơn. Ông cho cập nhật về ông Tyler Diệp thưa ông. Dạ, hiện nay anh Tyler Diệp đang dẫn đầu đối thủ và được bà Janet Nguyễn ủng hộ khoảng chừng độ 5.000 phiếu, và trong suốt mười mấy ngày qua lúc nào ông Tyler Diệp cũng dẫn thêm 5.000 phiếu. Lý do rất là giản dị là ông tranh cử ôn hòa hơn và ông kêu gọi mọi người Việt Nam bỏ phiếu cho người Việt Nam, trong đó có cả bà Janet Nguyễn, ông cũng kêu gọi như vậy. Và thành ra cử tri Việt Nam không có bị chia phiếu trong cái địa hạt của ông. Đó là những cái lý do chính mà đã gây cái sự có thể là thắng lợi ông, có thể là một ứng cử ông sẽ là dân biểu mới của địa hạt 72 đại diện như nói duy nhất của người Việt tại Sacramento trong ngày sắp tới. Như vậy thì nếu không có gì thay đổi, một người gốc Việt sẽ mất chức thượng viện tiểu bang và một người sẽ thắng chức dân biểu tiểu bang California. Với kết quả như vậy, theo ông nghĩ là sẽ có những thay đổi gì trong không khí chính trị của quận Cam trong thời gian tới thưa ông? Nếu chúng ta có cả hai thì điều đó chúng tôi mong muốn là càng tốt. Nhưng mà nếu có một thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề chúng ta phải nhìn lại cái bài học đó và đoàn kết để làm việc cùng với nhau để phục vụ quyền lợi chung của mọi người, trong đó có cộng đồng Việt Nam ở trong đó. Nếu chúng ta chia rẽ thì chúng ta đã nhìn thấy bà Janet Nguyễn là một cái hậu quả để cho mọi người nhìn vào. Và cho những năm sắp tới, và trong những năm sắp tới thì năm 2020 thì nó cuộc bầu cử tranh chấp bầu cử tại quận Cam này sẽ gây cấn hơn nhiều nữa, và người dân chủ người ta đang định quét sạch tất cả các dân cử cộng hòa ở đây để thay thế hoàn toàn bởi những ứng cử viên của dân chủ. Thành ra đó là một điều mà chúng ta phải suy nghĩ cần làm việc với nhau trong tương lai. Cái việc mà mất một ghế quan trọng của ứng cử viên gốc Việt kỳ này tại Thượng viện tiểu bang California, theo ông nghĩ thì trong tương lai, ghế này có thể có cái cơ hội nào đó để một ứng cử viên gốc Việt nào khác có thể lấy lại trong tương lai hay không thưa ông? Thưa anh, cái đó không phải vấn đề giản dị. Hiện tại bây giờ đã ở trong quận Cam chỉ có 2-3 người có thể có khả năng tranh cử với chức vụ đó. Nhưng mà trong cái chiều hướng mà đảng Dân Chủ đã nắm quyền ở đây và người ta có rất nhiều phương tiện để người ta thi hành cái chính sách của ta, cũng như để ta triệt hạ những ứng cử viên cộng hòa khác, thì cái cuộc lấy lại cái ghế đó nó phải mất rất nhiều tiền của cũng như công lực và sức lực. Thì chỉ có đoàn kết, chỉ có phương tiện nhiều thì chúng ta mới có thể lấy lại cái ghế đó. Xin cảm ơn ông Bùi Mạnh Cường và hẹn gặp lại ông trong những lần tới thưa ông. Dạ, cảm ơn anh Lân. Nhân tiện này cũng để mời anh Lân, anh tân dân biểu Tài Lê Diệp đã có tổ chức một cái buổi lễ cũng như mời một số đồng hương lên tham dự cái buổi nhậm chức của anh đã trên Sacramento. Thì được biết là phố Bôn Sa đi vắng thì chúng tôi đã dành 2 chỗ để cho anh khi anh trở lại quận Cam này anh có cơ hội tham dự cái buổi lịch sử và cộng đồng chúng ta có một tiếng nói mới tại Quốc hội tiểu bang. Một lần nữa xin cảm ơn ông Bùi Mạnh Cường và xin hẹn gặp lại trong những lần tới.